Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Quý vị thân mến, trong phong thủy, cửa chính là một trong ba yếu tố quan trọng, dương trạch tam yếu, có tác động trực tiếp đến cuộc sống của mọi người sống trong nhà. Theo phong thủy, trước cả nhà xuất hiện những thứ này là cấm kỵ, có thể ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của gia chủ, khiến gia chủ sức khỏe sa sút, tài lộc thất thoát, tai họa liên miên. Vậy nhưng vật cấm kỵ đó là gì? Xin mời quý vị theo dõi trong video ngay sau đây. Thứ nhất, trước cửa có giác. Theo phong thủy, cửa chính là lối đi đón thần tài vào nhà nên cần được giữ gìn sạch sẽ, thoáng đãng. Việc để những thứ không sạch sẽ có tính sát khí như rác thải trước cửa nhà sẽ làm ảnh hưởng tới luồng khí, vận may của gia chủ. Nhà có thể được xây ở vị trí tốt, hợp phong thủy nhưng lại xuất hiện rác trước cửa nhà thì mọi thứ sẽ bị phá hủy. Vận tốt khó đến, chủ nhà gặp nhiều khó khăn trắc trở. Do đó, hãy nhanh chóng dọn rác đi để giữ gìn vệ sinh cũng như không phạm phải đại kỵ phong thủy. Thứ hai, để chổi quét nhà trước cửa. Nhiều gia đình thường để chổi quét nhà phía sau cửa chính. Đây là một đại kỵ phong thủy. Nó khiến thần tài chẳng muốn bước chân vào nhà. Cửa chính là nơi cần phải trang trí đẹp, giữ sạch sẽ, là bộ mặt của gia chủ. Nếu đặt những vật như chổi quét nhà, chổi lau nhà sẽ khiến khu vực cửa chính trở nên ô nhiễm, bẩn thỉu, làm ảnh hưởng đến vận khí của căn nhà. Ngoài ra, đặt chổi quét nhà ở phòng khách sẽ khiến năng lượng xấu của chiếc chổi phát tán ra khắp phòng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tài vận của gia chủ. Thứ ba, cây khô héo, cây to lớn trước cửa. Trước cổng nhà hay cửa chính của ngôi nhà không nên có cây khô, cây không còn sự sống. Trong phong thủy, cây khô héo tượng trưng cho nguồn năng lượng xấu, ảnh hưởng tới trường khí xung quanh căn nhà. Ngoài ra, người ta cho rằng bản thân cây cối đã mang âm khí. Cây đã khô héo thì âm khí càng nặng. Điều này có thể làm cản trở và xáo trộn nguồn dương khí trong nhà, ảnh hưởng không tốt đến vận khí của gia chủ, làm gia đạo suy thoái, lụi bại. Cây to trước nhà nếu ở phía thanh long bên trái hướng từ nhà nhìn ra thì mang lại vận may, nhưng nếu ở bên phía bạch hổ bên phải là xấu. Cây trước nhà tạo hung sát, ảnh hưởng tới sức khỏe gia chủ. Nếu cây quá gần và nằm chính giữa cửa nhà thì nên chặt bỏ ngay. Thứ tư, để thảm bẩn ở cửa. Hiện nay, rất nhiều hộ gia đình thường để tấm thảm ngay ở cửa ra vào, chỉ để khi thay giày dép không làm bẩn nền nhà. Trong phong thủy, thảm cửa có thể chặn được vận xấu ở bên ngoài, đem vận xấu trong nhà đi ra. Thảm cửa cần thường xuyên giặt sạch sẽ vì nó vừa nói lên bộ mặt của toàn bộ ngôi nhà, đồng thời cũng ảnh hưởng đến phong thủy. Vì vậy, cần đảm bảo thảm cửa luôn sạch sẽ, khô ráo. Thứ năm, trước cổng có cột điện. Trước cửa nhà, trước cổng nhà có cột điện không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, gây bất tiện trong quá trình đi lại, mà còn tiềm ẩn mối nguy hại về an toàn điện lưới và cháy nổ. Trên phương diện phong thủy, cột điện trước cổng nhà hoặc cửa nhà có tác động không tốt đối với tài vận của gia chủ. Nếu gia đình đang gặp trường hợp như vậy, nên đặt sâu tiền đồng ngũ đế hoặc treo sơn hải chấn đá khai quang đối diện với hướng của cột điện để hóa giải, chấn áp phần sát khí và hỏa khí từ cột điện. Thứ sáu,
đóng nhiều đinh trên cửa. Nhiều gia đình thường có thói quen đóng đinh lên cửa chính để treo nhiều vật dụng trong nhà lên đó cho tiện, như ô, mũ, áo mưa. Nhưng điều này là vô cùng cấm kỵ trong phong thủy, vì người ta cho rằng cửa gỗ là căn nguyên cho tài vận của một nhà. Lỗ đinh để lại trên cửa gỗ đồng nghĩa với tài lộc bị thất thoát. Bạn có thể dùng các loại móc hoặc giá treo thay thế cho những chiếc đinh. Thứ bảy, để gương ở cửa chính. Nhiều gia đình thường có thói quen đặt một chiếc gương to ngay cửa chính để tiện cho việc soi lại dung nhan của mình trước khi đi ra ngoài. Tuy nhiên, theo phong thủy, gương là vật có tính phản chiếu, không thể tự lựa chọn việc phản chiếu may mắn hay vận xui. Nếu chẳng may bên ngoài có vận khí xấu thì chiếc gương lại là vật dẫn khiến ngôi nhà bị xui xẻo bao trùm, gia chủ làm ăn khó lòng hưng thịnh phát đạt. Các thành viên trong nhà thường hay xung khắc, không hòa hợp. Quý vị thân mến, cửa nhà là vị trí quan trọng, nơi hút tài lộc, nên nếu quý vị đặt những thứ cấm kỵ trên trước cửa, đừng hỏi vì sao làm mãi vẫn chẳng thấy tiền đâu. Bên cạnh đó có những lỗi phong thủy cửa chính nhiều người phạm phải khiến đen đủi bỏ vây, tai họa triền miên. Vậy đó là những lỗi gì và cách hóa giải như thế nào? Xin mời quý vị theo dõi ngay sau đây. 1. Con đường hành lang đâm thẳng cửa chính. Nhất tiễn xuyên tâm, con đường hành lang đâm thẳng cửa chính được xếp vào dạng lộ xung trong phong thủy. Hình dáng của con đường hay hành lang giống hình dạng một thanh kiếm đang đâm thẳng vào vị trí trái tim của ngôi nhà, khiến cho từ trường nơi cửa ra vào bất ổn, khó tích tài tụ khí. Tài lộc có đến nhà cũng dễ suy thoái. Không chỉ vậy, hình dạng nhất tiễn xuyên tâm còn có thể khiến cho tình cảm gia đình vợ chồng lạnh nhạt, rạn nứt, gia đình dễ xảy ra tình huống ly tán. Nếu như không gian bên trong căn nhà nhỏ hơn chiều dài của hành lang thì họa càng lớn. Hóa giải phong thủy con đường hành lang đâm thẳng cửa chính. Theo các chuyên gia phong thủy, đặt một hòn đá phong thủy ở ngay cửa ra vào sẽ giúp cho phong thủy của ngôi nhà được tốt hơn. Tảng đá sẽ ngăn lại được các luồng khí xấu vào nhà. Đặt một chậu cây xanh ngay trước cửa nhà. Cây cảnh giúp thoáng khí, đem lại không gian xanh và trong lành hơn cho gia chủ. Vì vậy mà nhiều người thường lựa chọn các loại cây cảnh hay cây phong thủy để trang trí cho căn nhà của mình. Trong trường hợp này, đặt một chậu cây xanh cũng đem lại lợi ích đáng kể đấy nhé. 2. Cửa chính, cửa ra vào quá cao. Trong phong thủy, không nên để cửa vào nhà quá cao, dễ bị thị phi. Nếu cửa quá thấp, người có chiều cao ra vào phải cúi đầu, không cát lợi. Kích thước cửa phải tương xứng với ngôi nhà. Cửa chính là mái vòm đại diện cho trạng thái động trong phong thủy. Trong khi nhà ở cần tĩnh, cửa ra vào hình mái vòm không thích hợp. Nhưng đối với các công trình giải trí công cộng, cửa mái vòm lại có thể sử dụng. 3. Cửa chính và cửa hậu đối thẳng nhau. Theo phong thủy nhà ở, quan thông môn dùng để chỉ cửa trước và cửa hậu của căn nhà đối thẳng với nhau, hoặc một số cửa trong nhà ở vừa khéo lại nằm cùng trên một đường thẳng. Khi ấy, vừa mở cửa chính là có thể nhìn thấy tận cuối nhà. Phong thủy cửa chính còn gọi đây là thế xuyên đường sát, khiến cho tài khí vào nhà rồi đi mất, không gì có thể giữ lại được. Quan thông môn chẳng những khiến cho tài khí tiêu tán quá nhanh, khó bề tích tụ,
mà còn có thể khiến cho những chuyện cơ mật trong nhà bị bại lộ, tình cảm vợ chồng xa cách, dễ lâm vào cảnh ngoại tình hay ly hôn, gia đình không có được bình an. Cần sửa lại cửa hoặc đặt bình phong chắn ở giữa để cửa chính và cửa phụ không nhìn thấy nhau nữa. Quý vị cũng có thể dùng cầu thủy tinh treo ở vị trí thông giữa hai cửa, dùng tượng rùa đầu rồng hoặc tượng tam đa che chắn ở phía cửa phụ. Nếu cửa chính đối diện nhiều cửa sổ, phương pháp hóa giải đơn giản nhất là gia chủ trồng một vài cây trước cửa sổ, loại cây không có gai là có thể ngăn không cho cát khí phát tán ra ngoài. 4. Cửa chính đối diện với cầu thang, thang máy. Mở cửa ra nếu đối diện có cầu thang sẽ bị hao tài tốn của. Nếu cửa nhà đối diện với cầu thang, năng lượng xấu bên ngoài sẽ sộc vào một cách bất ngờ, khiến tài vận trong nhà bị hút đi. Để hóa giải, các chuyên gia phong thủy khuyên rằng có thể đặt chậu cây lá rộng thật lớn trước cửa. Ở các căn hộ chung cư, nếu cửa nhà đối diện với thang máy sẽ hình thành vấn đề nhìn ngó của người qua kẻ lại, gây phiền phức. Khi cửa thang máy và cửa nhà đồng thời mở, mọi việc trong nhà đều có thể nhìn thấy hết. Chủ nhà có cảm giác bị soi mói, khiến cho bí mật riêng tư trong cuộc sống không được bảo đảm. Cách hóa giải là bạn có thể thiết kế cầu thang uốn cong, làm cho đầu cầu thang chuyển thành hướng khác. Xây dựng cầu thang ẩn, nên thiết kế cầu thang ở phía sau tường, ở giữa hai mặt tường và nâng cao độ an toàn cho cầu thang. Hoặc ở vị trí giữa cửa và cầu thang, bạn hãy đặt một tấm bình phong. Điều đó khiến cho khí theo tấm bình phong quay vào bên trong căn nhà. Có thể đặt đồ vật phía bên dưới cầu thang, nhưng không được làm chỗ ăn uống. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là những lỗi phong thủy thường gặp và những phương pháp hóa giải đơn giản, dễ thực hiện để các chủ đầu tư tham khảo. Hy vọng với những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ giúp các bạn tránh được những lỗi phong thủy không đáng có trong ngôi nhà để rước tài lộc bình an cho gia đình nhé. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video. Phú Quý Tài Lộc sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.